Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại báo giá tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe mới về cửa hàng để cho anh em được biết anh em nào đúng chân mẫu xe nào. Thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và chiếc đầu tiên là chiếc Kia Morning sản xuất 2009 phiên bản số tự động. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 222 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh này. Đấy, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe gia đình anh em nhé. Đấy, trước này được trang bị 4 bánh đa năng đúc. Đấy, nhỏ gọn xinh xinh rồi tiết kiệm nguyên liệu. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Tư nhân chính chủ. Đấy, một mẫu xe gia đình sản xuất 2009 này. Đấy, phiên bản số tự động. Máy 1.0. Đấy, hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 222 triệu đồng. Đấy, 222 triệu đồng. Trước này mang biển số 15A33792. Sơn xì khát ok này. Địa chỉ của em ở số 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đấy, ngay sát ngã tư Long Thành anh em nhé. Em mới chuyển về đây. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2006 phiên bản số sàn, máy 2.0, máy xăng. Toyota Innova G sản xuất 2006, không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 302 triệu đồng. Đấy, 302 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G. Còn mỗi xe gia đình không taxi, không dịch vụ, đăng ký là 7 chỗ ngồi. Tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, nội thất thì khá là ok, rất sáng bóng sạch sẽ. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ, 302 triệu đồng. Sơn xì khá ok. Và em lại tiến đến một chiếc Toyota Innova G sản xuất 2007 phiên bản số sàn, máy 2.0, máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. Đấy, 315 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G. Trước này đăng ký là 7 chỗ ngồi. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Sơn xì khá ok này. Trước này mang biển số 29A67562. Triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ toàn quốc cho các bác. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, nội thất thì khá ok này. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Trước này được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ. Ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, trần lý anh em nhé. Đấy, Toyota Innova G sản xuất 2007. Phiên bản số sàn, máy 2.0, máy xăng. Không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình. Và em lại tiến đến một chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2008. Phiên bản số sàn, máy 1.5. Trước này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh em là đúng chân mẫu xe này, sang tên chỉ trong một lốt nhạc thôi này. Daewoo Gencha sản xuất 2008, không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Đấy, 168 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daewoo Gencha sản xuất 2008 này. Đấy, nội thất thì khá là ok này. Đấy, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Đấy, 168 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 phiên bản số sàn, máy 1.5. Trước này có tốt qua tí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 220
220 triệu đồng. 220 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2009 bản Nimo lăng kịch. Chiếc này mang biển số 34A09452. Sơn xi khá ok, trang bị màu đen. Tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xòe anh em nhé. Toyota Vios sản xuất 2009 bản Nimo lăng kịch. Và em lại tiến đến một chiếc Fiat sản xuất 2004 phiên bản số sàn máy 1.6 máy xăng. Chiếc này mang biển số 19A15796. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 95 triệu đồng. 95 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Fiat tránh mưa tránh nắng cho anh em, thương hiệu của Ý, bản đổ. Đăng kiểm thì còn đến tháng 3 năm 2020 này. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế lỉ nguyên bản theo xe. Đấy, ghế lỉ nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Đấy, chiếc Fiat sản xuất 2004 bản đổ, phiên bản số sàn máy 1.6. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 95 triệu đồng. Đấy, 95 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Fiat, thương hiệu của Ý, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Sơn xi được khá ok, rất sáng bóng sạch sẽ đây. Và em lại tiến đến một chiếc xe mẹt C200 sản xuất 2002 phiên bản số sàn máy 2.0. Đấy, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Trước này mang biển số 29A95717. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 152 triệu đồng. Đấy, 152 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe mẹt C200 phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng. Đấy, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Một mẫu xe gia đình. Đấy, chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Chiếc xe mẹt C200 sản xuất 2002 phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng. Sơn xi thì màu đen. Đấy, một dòng xe sang bây giờ giá chỉ còn có hơn 100 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy 1.6 máy xăng. Chiếc này mang biển số 29A29413. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 272 triệu đồng. Đấy, 272 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Cruze, thương hiệu của Mỹ, phiên bản số sàn máy 1.6, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Một mẫu xe gia đình. Đấy, chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2011. Đấy, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Trước này bên em đang chào bán với giá là 272 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ toàn quốc cho các bác. Đấy, Chevrolet Cruze sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy 1.6 máy xăng. Và em lại tiến đến một chiếc Toyota Vios sản xuất 2013 phiên bản số sàn máy 1.5. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng. 330 triệu đồng. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh em là đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc cái này. Bản E, bản đổ anh em nhé. Phiên bản số sàn máy 1.5. Tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cột xe. Trang bị 4 bánh nan đúc, phanh ABS 4 bánh, bản đổ, 330 triệu đồng. Trước này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh em là đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc thôi. Đấy, Toyota Vios sản xuất 2013 phiên bản số sàn máy 1.5. Đấy, trước này là gốc Sài Gòn anh em nhé.
anh em nào Sài Gòn, Hà Nội mua chiếc này về đỡ được 20 triệu tiền biển này. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Captiva sản xuất 2007, phiên bản số sàn, máy 2.4, máy xăng. Chiếc này mang biển số 43A19862. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng anh em đã sở chiếc xe Chevrolet Captiva thương hiệu của Mỹ, phiên bản số sàn, máy 2.4, máy xăng. Đấy, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Một mẫu xe gia đình. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Bô lăng 4 chấu, phiên bản số sàn, máy 2.4, máy xăng. Đấy, nội thất thì khá là ok, rất sáng bóng sạch sẽ, trần nỉ nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy, xem này là Captiva sản xuất 2007, 245 triệu đồng. Đấy, sơn xi, trang bị màu đen. Đấy, xe rất cứng xe anh em nhé. Và em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015, phiên bản số sàn, máy 1.0, bản đủ. Chiếc này mang biển số 15A19812. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 182 triệu đồng. À, xin lỗi anh em, 282 triệu đồng. 282 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10 nhập Ấn, phiên bản số sàn, máy 1.0, bán đủ anh em nhé. Sơn xi màu đỏ, trang bị 4 bánh đa năng đúc. Tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cột xe. Đấy. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, tích hợp âm thanh trên vô lăng. Hyundai i10 bản đồ. Sản xuất 2015. Đấy, bên em đang chào bán chiếc này với giá là 282 triệu đồng. Đấy, 282 triệu đồng. Sản xuất 2015. Và em lại tiến đến một chiếc Toyota Vios sản xuất 2012, phiên bản số sàn, máy 1.5, bản đổ. Chiếc này không taxi, không dịch vụ anh em nhé, một mẫu xe gia đình. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 345 triệu đồng. 345 triệu đồng. Chiếc này mang biển số 17A12407. Đấy, Toyota Vios sản xuất 2012, phiên bản số sàn, máy 1.5, một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Chiếc này mang biển số Thái Bình anh em nhé. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 7 năm 2020. Đăng kiểm thì dài miên man. Dạ vâng, đây là phần nội thất của xe này. Một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Trang bị màn hình cam nùi đầy đủ. Đấy, 345 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2012, bản đủ. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning sản xuất 2007, phiên bản số sàn, máy 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Chiếc này mang biển số 17A10445. 14045 anh em nhé. Chiếc Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng. Đấy, 135 triệu đồng anh em đã sở hữu xe Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh này. Đấy, giá tiền của nó chỉ có 135 triệu đồng. Anh em đã sở hữu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, phiên bản số sàn, máy 1.0. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da được trang bị màu đỏ đen. Đấy, chiếc Kia Morning sản xuất 2007. Ghế da được trang bị màu đỏ đen này. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng.
Và em lại tiến đến một chiếc Hyundai Getz sản xuất 2010 phiên bản số sàn máy 1.1 nhập khẩu những chiếc Hàn Quốc. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 182 triệu đồng. Chiếc này mang biển số 17A14909, chiếc Hyundai Getz sản xuất 2010 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Sơn xi thì màu bạc, chiếc Hyundai Getz bản đủ anh em nhé. Dạ vâng, đây là phần nội thất của xe này. Ghế da được trang bị màu đen, vô lăng 3 chấu, phiên bản số sàn 182 triệu đồng. Anh em đã sở hữu xe Hyundai Getz đời chót sản xuất 2010 anh em nhé. Đấy, chiếc này mang biển số Thái Bình. Và em lại tiến đến một chiếc Hyundai Getz nữa, cũng sản xuất năm 2010. Đấy, phiên bản số sàn máy 1.1 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Chiếc này mang biển số 14B3664. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 178 triệu đồng. 178 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, phiên bản số sàn máy 1.1 bản đủ anh em nhé. Đây là phần nội thất của xe này. Chiếc này có tốt qua tí taxi dịch vụ anh em nhé. Chiếc Hyundai Getz sản xuất 2010 đời chót, 178 triệu đồng. Giá tiền của nó chỉ có 178 triệu đồng. Anh em đã sở hữu xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời chót anh em nhé. Và em lại tiến đến một chiếc Kia Morning sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy 1.25. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng. 155 triệu đồng. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Anh em đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc thế này. 155 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh này, phiên bản số sàn máy 1.25. Đấy, chiếc này có tí dịch vụ anh em nhé. Đấy, tránh mưa tránh nắng cho anh em này. Dàn một nốt của nó còn đạt đến 90% này. Đấy, trang bị 4 bánh đa năng đúc này. Đấy, chiếc Kia Morning sản xuất 2011. Đấy, phiên bản số sàn máy 1.25. Chiếc này được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xòe anh em nhé. Bản lưng sờ bóp, đã lưng cả trước cả sau lên bản sờ bóp anh em nhé. Sơn xi thì màu ghi xám nâu chuột, xe rất cứng xe anh em nhé. Và em lại tiến đến một chiếc này là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2006, một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 289 triệu đồng. 289 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G sản xuất 2006, sơn xi khá ok. Chiếc này mang biển số 16L2678, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, trang bị 4 bánh đa năng đúc. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Nội thất thì khá ok, rất sang bóng sạch sẽ anh em nhé. Một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ, trần nỉ nguyên bản theo xe. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ, phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Đấy, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Và em mới tiến đến một chiếc Hyundai i10 sản xuất 2014 phiên bản số sàn máy 1.0 bản đủ. Chiếc này mang biển số 98A15801. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. 275 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe
Hyundai i10 nhập Ấn, bản đủ anh em nhé, phiên bản số sàn. Chiếc Hyundai i10 nhập Ấn, đăng kiểm của nó còn đến tháng 6 năm 2020, đăng kiểm thì dài miên man. Chiếc Hyundai i10 nhập Ấn bản đủ, bên em đang chào bán chiếc này với giá là 275 triệu đồng, mang biển số 98A, biển số Bắc Giang anh em nhé. Và em lại tiến đến một chiếc Daihatsu Lachetti sản xuất 2010, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, không taxi, không dịch vụ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. 275 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Lachetti, phiên bản số sàn, máy 1.6, máy xăng, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. 275 triệu đồng phiên bản số sàn, máy 1.6, trang bị 4 bánh đa năng đúc, tích hợp xi nhan bên sườn. Một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Nội thất thì khá là ok này, rất sang bóng sạch sẽ. Đầu đài nguyên bản theo xe Daihatsu Lachetti sản xuất 2010, không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu anh em nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, em vừa báo giá tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe mới về cửa hàng để cho anh em được biết. Anh em nào đúng chân mẫu xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Em mới về, chuyển về địa chỉ mới là số nhà 28A Quỳnh Hòa, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Cách ngã tư Long Thành khoảng 100m đi về hướng Kiến An anh em nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.